Mình là MC Khánh Chi, mình đến từ kênh truyền hình Họa Mi. Hiện tại mình đang có mặt ở đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang. Và ngay sau lưng mình đây chính là trung tâm thương mại Vincom Plaza Bắc Giang. Đây là một trung tâm thương mại lớn như Bắc Giang đấy, với những tổ hợp như khu vui chơi, nhà ở, mua sắm, ăn uống và rất nhiều điều thú vị khác nữa. Bây giờ thì cùng mình vào trong khám phá thôi, let's go! Vincom Plaza Bắc Giang là một trong những trung tâm thương mại hiện đại và nổi bật tại thành phố Bắc Giang. Nằm tại vị trí đắc địa cạnh công viên Ngô Gia Tự, trung tâm này thuộc tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam. Với kiến trúc sang trọng, không gian rộng rãi, tiện nghi hiện đại, Vincom Plaza Bắc Giang không chỉ là điểm đến lý tưởng cho các tín đồ mua sắm mà còn là nơi tụ họp và thưởng thức ẩm thực cho mọi gia đình. Vincom Plaza Bắc Giang mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm đa dạng với hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế. Ngoài ra, trung tâm còn có các khu vui chơi giải trí hiện đại, rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế và khu ẩm thực phong phú với nhiều món ăn hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả những điều này biến Vincom Plaza Bắc Giang thành một điểm đến không thể bỏ qua, phù hợp cho mọi lứa tuổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nên những trải nghiệm thú vị cho người dân Bắc Giang cũng như du khách. Các bạn thấy trung tâm thương mại Vincom Plaza thế nào? Hãy cùng đến đây để trải nghiệm nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!